lần nữa thì Dương xin kính chào tất cả quý khán giả đến với chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thưa quý vị, là Thùy Dương vẫn còn nhớ là lần đầu tiên được đến với trung tâm Asia trong vai trò là một người MC, thì Thùy Dương được đứng bên cạnh một người nhạc sĩ, rất là hân hạnh được đứng bên cạnh một người nhạc sĩ. Và phải nói là cái màn MC đó là một trong những cái màn MC mà Thùy Dương thích nhất từ trước đến nay của mình. Thùy Dương muốn nói đến người nhạc sĩ Sĩ Đan. Ngày hôm nay Thùy Dương xin quý vị hãy tiếp chuyện với Sĩ Đan. Anh Sĩ Đan. Xin chào Thùy Dương và xin kính chào quý vị khán giả của Asia Channel. Dạ, anh Đan, em không biết là anh có nhớ cái lần đó anh mà nhớ. Em nhớ là đó, em mới mà anh còn run hơn em, mà it was so cute, I like it. Anh còn nhớ là lúc mà lên Thùy Dương còn dặn anh là khi mà run quá đó thì lock hai cái chân lại, nhớ không? Dạ em nhớ, để cho cái đầu gối mình mà nó mà run đó thì cái bí quyết là mình lock nó lại, là lock tiếng Việt mình là làm sao, là mình khóa hai cái chân lại, tức là mình khóa hai cái chân mình lại xong, nhưng mà it works. Yes, it works and it helps. Nhưng mà chỉ có một cái phần đó là mình đang coi cái video clip của anh Đan, thì cái đó là một cái phản ứng tự nhiên thôi. Nhưng mà anh quay ra anh nói trời đó, coi cái hình này anh ghê quá. Thùy Dương cũng nói thẳng luôn. Nói thẳng luôn. You were so surprised. That was so cute. Em thích cái đó. Anh Đan, ngày hôm nay em cảm ơn anh đã cho em cơ hội để trò chuyện với anh. Tất nhiên là trong thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy Sĩ Đan đến với chương trình Asia Channel rất là nhiều. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em được phỏng vấn anh, cho nên là cũng có một số câu hỏi mà em cũng đã ấp ủ từ lâu. Thì phải nói là cái câu đầu tiên đó là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cũng như là làm việc và hoạt động trong nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta khá lâu, thì em tin chắc rằng là anh cũng có được rất là nhiều những cái phỏng vấn khắp nơi. Tuy nhiên là đối với thế hệ sau này mà không có biết nhiều về cái sự nghiệp của anh khi mà anh mới bắt đầu đó, thì anh Đan có thể chia sẻ một lần nữa là cơ duyên nào đã đưa anh đến với trung tâm Asia? Thật ra thì cái chuyện đến với Asia nó là một cái kỷ niệm rất là hay, rất là đẹp. Mà cái anh tin vào vấn đề mà duyên số thì Dương biết không? Đáng lý đó, khi anh sang Hoa Kỳ vào năm 1992 á, thì năm 93 đã có người giới thiệu anh đến với lại trung tâm Asia rồi. Thì lúc đó anh vô, anh cũng run, tại mình mới Việt Nam thôi, thì em biết có nhiều vấn đề, mình cũng hơi ngại. Thì anh có gặp Trúc Hồ. Lúc đó thì Trúc Hồ cũng là một người giống như nhạc sĩ hòa âm thôi. Lúc đó Trúc Hồ chưa có nắm cái quyền mà về Big Boss. Big Boss. Thì anh có gặp, nhưng mà cái cơ duyên nó không tới. Cũng có thể là tại vì Asia thấy ông này cũng cù lần quá. Cù lần, cù lần là nerdy á. Lúc đó anh mới Việt Nam, anh qua anh nói chuyện không ai hiểu ấy. Tại sao vậy anh? Anh vẫn còn bị influence bởi cái ngôn ngữ mà anh xài trong. Em biết là anh lớn lên trong thời kỳ mà sau 75 thì một phần nào cái ngôn ngữ của mình nó có ảnh hưởng. Nói chuyện giống như là em vô phòng thu em nói chuyện không ai hiểu. Thì có thể là, cũng có thể vì lý do mà, hoặc có thể vì lý do khác, để bữa nay anh hỏi Thi Vân thử coi. Ok. Thì cái lần thứ hai là anh Mặc Đông, anh có mời anh về làm việc. Thì anh có làm thử một cái CD cho Asia. Thì trong lĩnh vực hòa âm hay là? Trong lĩnh vực hòa âm. Hòa âm. Và lúc đó thì Trúc Hồ cũng bắt đầu thích anh hát. Trúc Hồ không biết anh tại sao lúc đó. Trúc Hồ nói em thích giọng anh hát lắm, anh hát thử cho em hai bài. Thì tại vì khi cái đó anh còn trẻ, anh còn hát, vừa đánh đàn mà hát, thì anh có hát hai bài thì Hồ thích lắm. Thì Hồ với trung tâm Asia chuẩn bị promote anh á, thì có một cái chuyện này nó hơi riêng tư, là anh lúc thật sự anh mới Việt Nam sang, thì anh không biết cái cách mà cái vấn đề mà người ta gọi là royal, tức là mình làm cho đâu mình làm ở chỗ, thì anh cũng làm lung tung hết trơn á. Thì sau đó thì Asia cũng nghĩ là anh có lẽ là đứng núi này trông núi nọ, cho nên Asia không mời anh nữa. Thì sau đó là một cái giai đoạn mà anh có bị trở ngại về vấn đề gia đình, ly dị, những cái chuyện này kia đại khái vậy. Thì lúc đó cái phải nói là cái sự nghiệp của anh nó đang ở trên một cái bờ vực, có thể là đi ngã này hoặc là đổ ngã kia, anh chưa biết được. Thì tình cờ anh thời gian đó thì anh bắt đầu anh sáng tác rất nhiều, anh viết cái bài Cooking Tình Yêu. Thì anh viết xong thì anh mới gặp Đan Hồ. Đan Hồ nói em đang hát cho Asia này, anh có cái bài nào hay không, thì anh mới đem cái bài đó tới Asia. Thì anh là gặp Trúc Hồ, lần này là gặp Trúc Hồ lần thứ ba. Thì bây giờ Trúc Hồ đã là VP của trung tâm Asia rồi, Big Boss. Thì Hồ nghe bài đó xong, cái này anh không bao giờ anh quên hết trơn. Hồ nghe bài đó xong, Hồ không nói gì hết, Hồ đứng bỏ đi. Anh nói tại vì cái bài đó anh hát cái demo á. Yeah. Hồ nghe xong Hồ nói vậy, Hồ nghe tới lúc nghe cassette, Hồ nghe xong Hồ đứng hồi bồi đi, nó ủa gì kì. Thì Hồ mới đi ra kêu Thi Vân vô, hai người nghe
Nghe xong cái hồi cũng là hai người lại nói chuyện nó to to nhỏ nhỏ với nhau, xong cái cùng người Hồ, Trúc Hồ với Thi Vân kêu ra, Trúc Hồ mới nói là em muốn anh hát cho em cái bài này. À, cái nó ủa cái này anh đưa cho anh Hồ hát, nó nói không, Hồ nói em muốn anh hát cái bài này. Thì bắt đầu từ cái đó anh không nhớ cái video thứ bao nhiêu mà anh chỉ nhớ lúc đó mình quay bên Canada đó, thì dư thì đó là cái video đầu tiên anh hát cho Asia. Và cũng sau cái video đó thì cái tình cảm giữa anh và Trúc Hồ với Thi Vân đó, nó cũng build up, và tụi anh cũng Hồ cũng tìm hiểu theo anh, và từ đó thì anh giống như anh tìm lại được Gia đình. một cái gia đình, giống như là cái phỏng vấn cái trước anh nói em đây, cái Asia là cái gia đình thứ hai của anh rồi. Khi mà Thùy Dương mới gia nhập với trung tâm Asia, đại gia đình của trung tâm Asia đó, thì Thùy Dương có đến một cái tiệc ở nhà anh Hồ, hình như là hồi đó là sinh nhật của bác Trúc Giang. Em có gặp anh. Thì cái đó cũng là lần đầu tiên mà Thùy Dương được gặp bà xã của anh là chị Linh. Rất là xinh thưa quý vị, rất là hiền lành, rất là xinh. Thì em mới trước đó thì Thùy Dương cũng nghe nhiều về về tình yêu của anh sĩ Đan. Thì khi mà em gặp được chị Linh thì em cũng cũng nói với anh là wow, she's so nice. Thì anh Đan có nói với Thùy Dương là nếu mà không có gặp chị Linh thì anh không có nghĩ là anh sẽ lấy vợ nữa, hay là hồi đó tưởng là sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Anh có thể chia sẻ về cái câu nói này cũng như là về bà xã của anh. Cảm ơn Thùy Dương. Anh không nhớ cái câu nó chính xác là như thế nào, nhưng mà hình như là anh có nói cái đó. Và anh Thùy Dương biết không, anh tin vào một vấn đề mà ông bà ta hay nói là số mệnh. Anh rất tin chuyện đó, mà hình như mình càng lớn tuổi mình càng tin những chuyện đó. Thì cách đây mấy hôm anh có nói chuyện với Hồ, thì Hồ nói là tất cả những quyết định mình trong cuộc đời không phải là lúc nào nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà anh biết trong cuộc đời mình có những cái quyết định có thể là đúng, có thể là hơi đúng, hoặc là có thể hoàn toàn sai. Nhưng mà anh chỉ biết một điều, khi mà anh quyết định anh lấy vợ, anh lấy bà xã anh là Kim Linh đó, thì đó là hoàn toàn quyết định hoàn toàn đúng đắn. Mà có lẽ là may mắn. Anh thật sự lúc đó thì Thủy Dương biết là anh cũng lúc đó anh đã 40 tuổi rồi, khi mà anh gặp bà xã của anh thì bà xã anh thì nhỏ hơn anh 11 tuổi. Thì anh không hiểu vì lý do gì, nhưng mà cô rất là quan tâm, và cái hay nhất đó là luôn luôn support anh về vấn đề nhạc. Tại vì vợ anh là một người rất yêu thích nhạc, rất mê Asia, rất là trung thành với trung tâm Asia, rất là thích Thùy Dương, rất là thích Nguyễn Hồng Nhung, thích Lâm Nhật Tiến. Thì vợ anh rất là support cho anh cái chuyện đó. Tại vì em có biết đó là làm cái nghề nhạc này, nếu mà không có sự support của gia đình á, thì Rất là em không khó. khó mà làm được, Đúng khó làm việc nữa. Thì anh cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ đó là một cái may mắn, rất may mắn cho anh. rồi. Thì ngoài cái sự ủng hộ và support của chị Linh ra, thì cái gì về chị mà làm cho anh cảm thấy là đây là cái người mà mình muốn sống hết trọn đời của mình với cái người này? Còn 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 cái gì nữa không về chị Linh? Nghĩa là anh ca ngợi thêm tí nữa đi. Thì em biết rồi đó, để lựa một cái người á, mình làm một cái nghề sống, cái nghề mà cái giới của mình á, cái giới mà nghệ sĩ của mình á, thì đi không có giờ, về không có Đúng giấc. rồi. Có khi em đi biệt đâu cả mấy ngày trời, có khi em phải đi show, có khi thì em phải về 2-3 giờ sáng. Thì cái lúc mà anh mới quen với lại Kim Linh á, thì Linh rất là hiểu cái chuyện này. Và lúc đó đó thì anh thấy cô này cũng có cái đặc điểm, một điều là không bao giờ có nổi giận hết, Không rồi, dẫn đúng này. không nổi Chị giận. quá là hiền anh Cô không nổi giận, và cũng anh mới tìm hiểu thêm thì em mới biết Linh là một người công giáo, và rất là sùng đạo, rất là tin vô cái có cái niềm tin rất là lớn. Thì từ đó cô ấy truyền cái niềm tin vô cho anh, và anh cảm thấy tự nhiên anh một ngày nào anh thức dậy, anh mở mắt, anh nói ô tại sao cái cuộc sống nó đẹp, nó tốt đẹp như thế này mà mình lại đi vào con đường như thế khác. Và phải nói là Kim Linh rất là kiên nhẫn mà hướng dẫn anh trở về với lại những cái gì mà đáng lý ra một con người, mà một người đàn ông có gia đình gì nên làm. Thì bây giờ anh khi mà anh hiểu ở điều đó thì anh không muốn rời xa cô ấy.
Thế thì cái tình yêu đó nó có phản ảnh trong những cái bài hát nào của anh trong thời gian sau này hay không? Tại vì em nghĩ đến Sĩ Đan là em toàn là nghĩ đến trái tim the one with the with you were wearing that hat. Con tim mù lòa. Con tim mù lòa rồi, you know, so có so cái tình yêu đó đối với chị Kim Linh đã có phản ảnh trong những cái nhạc phẩm nào, chẳng hạn như là anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. đây là cái câu hỏi mà cũng nhiều người hỏi anh lắm, là hồi xưa thì anh viết Thiên Thần Tội Lỗi, tức là rất là negative, tình yêu và trái đắng, những cái chuyện mà negative về tình yêu ấy. Thì sau khi anh quen với lại bà xã anh rồi, khi mà tụi anh lấy nhau rồi đó, thì anh có một cuộc sống, em phải nói là một cái thời gian mà 10 năm qua, tụi anh lấy nhau gần 10 năm rồi, thì nó rất là đầm thấm, nó rất là êm đẹp. Nó êm đềm đến mức độ mà anh không có những cái yếu tố gì mà sốc để viết. Nghĩa là cũng hơi cản trở về cái phần mà sáng tác phải không anh? Nó cũng thật sự là thì nó cũng, anh cũng có viết nhiều lắm, anh viết rất nhiều bài. Vợ anh có nói hoài, anh nghĩ nhiều khi cô không ấy không nói ra bằng lời, nhưng mà cô ấy có nói là cô có chờ xem mình có viết một bài gì cho cô đó không. Thì thật sự anh viết rất nhiều bài cho lên, nhưng mà anh chưa viết bài nào, anh chưa cảm thấy nó đạt tới cái mà anh nghĩ về cô ấy, nên anh chưa có được ra thôi. Wow, that's beautiful. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chị Linh mà đang coi cái chương trình này thì chắc là cũng rất là cảm động. Và phải chia sẻ với quý vị đó là chị Kim Linh là một... Thùy Dương gặp chị thì chị thấy là chị... she's very peaceful. Like, chị rất là hiền lành mà rất là cảm thấy khi mà gặp chị Linh đó thì chị very calm, very just peace. You know, em thấy chị rất là xinh nữa. Exactly, đúng như vậy đó. Anh cũng feel thanh bình. Thanh bình, anh khi mà anh ở chung gia đình, khi mà anh ở nhà với lại bà xã. Em cảm ơn anh rất là nhiều và Thùy Dương rất là vui là anh cũng đã tìm được cái mái ấm gia đình của riêng tư mình và với cái mái ấm gia đình của Trung tâm Asia trong sự nghiệp. Vâng. Và thưa quý vị, là một lát nữa đây khi mà chúng ta quay lại với chương trình thì Thùy Dương sẽ trò chuyện thêm với nhạc sĩ Sĩ Đan về một số những cái chương trình sắp sửa đến với Trung tâm Asia và nhất là cuộc thi giọng ca vàng năm 2011. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Xin chào đón quý vị lại với chương trình Asia Channel ngày hôm nay với Sĩ Đan và Thùy Dương. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã tâm tình với nhạc sĩ Sĩ Đan về cái mái ấm gia đình riêng tư cũng như là mái ấm gia đình trong sự nghiệp với Trung tâm Asia. Bây giờ thì quay lại với những cái tiết mục mà chúng ta sắp sửa có với Trung tâm Asia và đặc biệt nhất là với cái cuộc thi giọng ca vàng. Thì em vẫn nhớ là khi mà trong 2 năm vừa rồi đó, khi mà anh em mình làm cái khi mà chúng ta được làm việc trong cái cuộc thi giọng ca vàng 2009 thì anh Sĩ Đan nằm trong ban giám khảo. Cái cuộc đi đó nó rất là vui, mình được đi mười mấy tiểu bang. Vui. Quá vui luôn, tại vì sau khi mà hát hò thi cử xong hết rồi đó là các anh chị em nghệ sĩ là đi về lại rồi ăn uống rồi cũng nói chuyện rồi chia sẻ tâm tình, cái đó rất là vui, em nhớ hoài. Thì đối với cái cuộc thi giọng ca vàng thì anh thấy cái vai trò vừa rồi đó của anh là ngoài ban giám khảo ra thì anh còn những cái vai trò nào khác đằng sau sân khấu, đằng sau ống kính mà anh có thể chia sẻ với quý vị không? Giọng ca vàng của Trung tâm Asia được tổ chức vừa rồi đã đạt 3 kỳ, phải không Thùy Dương? Vâng. Thì cái lần đầu thì lúc đó vì lý do gia đình cho nên anh không có tham gia. Nhưng mà 2 cái lần sau thì anh có tham gia với tư cách là ban giám khảo. Yes. Thì nó cũng thật sự ra mà nói thì Trung tâm Asia đó rất là tin ban giám khảo, tại vì tụi anh là những người mà đi tìm những cái, tại vì như Thùy Dương biết là một vòng loại nó rất là đông mà cái năm trước mình đi đó, 2009 mình đi đó, thì mình đi là tổng cộng là mười mấy thành phố, mười ba thành phố, mà mỗi thành phố đó là cả mấy chục thí sinh. Đúng rồi. Cho nên là phải rất là tỉnh táo để mình tìm đúng để mang đúng. Tại vì anh chỉ nhớ khi đi thì Thi Vân nhớ mang gà nào ngon ngon về. Mang đúng người về. Gà tươi. Thì cái nhiệm vụ của tụi anh là
làm sao thì cái qua một cái vòng lượt á, tức là trước khi mà vô cái giải này á là anh Trúc Hồ, Trúc Sinh và Thiên Kim, tức là những người mà chính trong ban giám khảo, tôi anh đã lượt ra trước trên mấy trăm cái băng người vô để mà lựa thành cái vòng mà mình gọi là bán kết, phải không? Đúng mình đi từ thành phố thì năm nay anh không biết cách tổ chức nó như thế nào. Hình như là năm nay mình chỉ làm có 4 thành phố. Không? Đúng rồi, 4 thành phố lớn mà mình sẽ làm một cách rất là vĩ đại. Theo em nghe ban giám đốc có chia sẻ là năm nay thì giọng ca vàng, chương trình giọng ca vàng và cuộc thi giọng ca vàng sẽ rất là lớn, chỉ có 4 thành phố thôi nhưng mà làm một cách thật là wow. Thì cái đó là cái plans cho năm 2011. Đối với anh đó, em muốn hỏi thêm là tại vì Thùy Dương tin chắc rằng là rất là nhiều quý khán giả đang theo dõi chương trình mà có thể là đang ấp ủ cái suy nghĩ là mình nên đi thi hay là không. Đúng, thì đúng. Em muốn hỏi anh là một người ban giám khảo, anh đang tìm những cái gì trong một cái người thí sinh mà để cho anh chấm? Đây có thể là triển vọng là một con gà tươi của trung tâm Asia. Ngoài Thùy Dương có hỏi ý là em, ngoài giọng hát ra không hay là sao? Thì đó thì em cũng tính nói là tại vì tất nhiên là hát hay thì em thấy là rất là nhiều người hát hay. Đúng. Thì anh chỉ tìm hát hay hay không, hay là anh tìm giọng lạ, hay là anh tìm một người nào thật là đẹp, hay là anh có thể nói tổng kết về what are you looking for? Ok, thì thưa quý vị, Sĩ đang có nhận được một số email và có gặp một số, anh có ra được gặp một số các một số ca sĩ mà hát rất là hay, anh biết, và họ có tới hỏi anh, hỏi là em có nên tham dự không. Tại vì anh có biết một thí sinh, anh có quen một thí sinh đó cũng đã quyết định là cũng gọi phone cho anh và nói là anh Sĩ Đan ơi, em năm nay em có 40 rồi, giờ em hát thì cũng được lắm. Em hát thì cũng được lắm, em hát nhạc mùi hay lắm, nhưng mà em chỉ biết không biết là em có nên đi thi hay không. Thì anh có trả lời với anh đó, và tiện đây anh cũng trả lời với tất cả những quý vị khán giả mà nếu có theo dõi chương trình hoặc các quý vị thí sinh á, thì anh nghĩ nếu mình có một giọng hát hay, disregard cái tuổi tác mình ra, mình nên đem nó đến để gọi như là cống hiến ra để cho tất cả những người Việt mọi nơi thưởng thức. Tại sao mình lại không? Tại sao mình ngồi ở nhà mình hát karaoke làm gì? Mình phải đi thi để mình đem cái giọng hát của mình lên. Còn cái vấn đề mà được hay không á, đi thi, cái vấn đề là các bạn đi thi để giành giải nhất hay là các bạn đi thi để mà đem cái giọng hát của mình đến với mọi người Việt trên Hoa Kỳ và trên khắp thế giới theo dõi chương trình Giọng Hát Vàng. Đó, cho nên anh nghĩ là không cần vấn đề mà xấu đẹp hay tuổi tác, nếu mà mình tự tin giọng hát mình hay, có cái gì đó, hoặc là không phải là hay mà có cái gì đó để đem đến cho quý vị khán giả, thì mình nên đăng ký đi thi. Ok, nhưng mà anh mới nói như vậy thì em cần phải hỏi thêm với anh là, thưa quý vị, là cái này là Thùy Dương, cái trường hợp này là Thùy Dương mãi mãi nhớ, đó là vào một cái cuộc thi ở một cái thành phố nào đó, Thùy Dương vẫn nhớ cái thành phố đó nhưng mà sẽ không có nói tại sợ là thí sinh họ biết đó. Thì ở tại cái thành phố đó có 2 thí sinh. Một thí sinh thì lớn tuổi hơn một tí, nhưng mà với một cái giọng hát mà phải nói là khi mà anh cất tiếng hát lên thì Mọi người đều vỗ tay, mọi người đều lắng nghe, mà ai cũng phải chú ý, ai cũng phải im lặng để mà nghe cái tiếng hát của cái người này. Còn một người thí sinh khác thì hát cũng rất là hay, nhưng mà cái người thí sinh kia đó thì lại trẻ, đẹp, sexy. Thì á, thưa quý vị, là Thùy Dương còn nhớ, và cái này là chia sẻ riêng cho quý khán giả của trung tâm Asia và Asia Channel thôi, đó là ở đằng sau sân khấu, trong cái phòng thay, các ban giám khảo có cãi nhau vì nên cho ai đứng hạng nhất trong cái tiểu bang đó. Không phải là cãi nhau, nhưng mà cũng có những cái sự bình luận, phải không anh? Mà bàn cãi một cách mà cũng passionate, là ai nên là người được đứng hạng nhất trong cái cuộc thi đó. Thì tất nhiên là cái ngoại hình nó cũng quan trọng. Thì em muốn hỏi anh là nó quan trọng đến mức nào? Khi mà mình đã gọi là giọng ca vàng thì đương nhiên là cái giọng hát là mình xếp số 1. Nhưng mà Thùy Dương cũng biết, đối với lại khi mà mình xuất hiện để lên trình diễn hoặc để mà trở thành một ca sĩ mà professional chuyên nghiệp á, thì luôn luôn á, bất cứ một cái trung tâm nào như vậy, mặc dù nói ra hay không nói ra, họ cũng lựa trên 2 tiêu chuẩn là giọng hát và người ta gọi là cái sắc diện hay là cái gì. Mình không nói sắc đẹp đi, tại vì đàn ông bà, tức là cái lúc của mình ăn ảnh như thế nào, mình appear, mình trình diễn như thế nào, nó có nhiều yếu tố lắm, chứ không phải là vấn đề nhan sắc.
Trở lại với lại cái thành phố mà Thùy Dương nói đó, thì Dương có nhớ là cuối cùng cái kết quả của mình là sao? Hình như Mình có là hai giải nhất. hai giải nhất, đúng rồi, cái đêm hôm đó. Thì vì anh Nhưng nghĩ mà nhá. đó, theo theo cái phe đó là thật sự ra là cái người lớn tuổi hơn đó là đáng lẽ là đứng hạng nhất, phải không? Em nghĩ có đúng không? Em cũng không có biết là em nhớ có đúng không, nhưng mà em nhớ là hình như Không, là thì đây bởi anh mới nói cái nhiệm vụ của anh rất là khó khăn. Cái đó là em nhớ cái đó là vòng semi-final đúng không? Cái đó là vòng semifinals. bán kết. Thì anh chỉ nghĩ ok, bây giờ cái anh này anh hát hay quá, cái cô này hát cũng hay mà cô còn trẻ, thì mới anh đem cả hai người về để cho ban giám đốc trung tâm Asia có cái cơ hội thứ hai xem họ trình diễn như thế nào. Tại vì cái vấn đề mà trình diễn á, cái đêm chung kết nó rất là quan trọng Rất với là Dương. quan Có trọng, những đúng người rồi. ở vòng loại hát rất là hay, nhưng mà ngay cái đêm chung kết thì Pressure. họ bị vấn đề, đúng là họ bị Đúng pressure rồi. sao, thì cái trình diễn của họ không có được hay lắm, cái giọng hát của họ bị lạc. Thì cái lần thứ hai đó sẽ chứng tỏ là cái quyết định đó đúng hay không đúng. I see. Nhưng mà anh vẫn chưa có trả lời cho em cái câu trả lời là bây giờ đó, nếu mà phải Ok, phải nếu mà chọn bây giờ giữa mà sắc đẹp và giọng hát đó, thì bây giờ anh nghĩ là để mà đưa một con gà tươi lên đến tuột đỉnh của một trung Ok, tâm bây đó, giờ thì bây giờ trả lời thẳng luôn nhé. hả? Nếu á mà anh chấm một cái người mà không có cái sắc diện lắm, thì cái giọng hát nó phải chinh phục anh ghê lắm. Cái giọng hát nó phải chinh phục anh ghê lắm, anh mới lựa cái người đó vô để trở thành một người mà ca sĩ mà anh sẽ rèn luyện cho trở thành professional. I see. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó mà một người mà tuyệt 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 đẹp nhưng mà giọng hát ok thôi. Một người giọng tuyệt đẹp thì anh sẽ nghĩa là cố gắng thuyết phục cái cô đó, hoặc anh nó làm cái nghề gì đó khác mà nó cũng liên quan đến Modeling. chẳng hạn giống như là làm người mẫu hoặc là đóng phim gì đó. see. Ok, nghĩa là thưa quý vị là cái câu hỏi, câu câu trả lời cuối cùng vẫn là giọng ca vàng, là thi tìm kiếm giọng ca. Và bất cứ là quý vị 15 tuổi hay là 80 tuổi mà quý vị đam mê ca hát và nghĩ là mình có cái gì để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại, là quý vị nên đi thi. Đúng. Tại vì đó là một cái cách để chúng ta có thể đưa tiếng hát của chúng ta đến quý khán thính giả khắp nơi trên thế giới, phải Đúng, tại vì trong suốt cuộc đời anh thi cái gì cũng không đậu. không Cho anh? nên anh nghĩ vấn đề không phải là vấn đề mà thi cử, mà vấn đề làm sao mình đem cái những cái gì mình có cống hiến cho người ta thấy, thì khi đó cái chuyện gì nó đến thì nó sẽ đến. Nếu một cái số của mình sẽ là ca sĩ, sẽ là nhạc sĩ, thì tự động mình sẽ có con đường, Thượng Đế sẽ dẫn mình con đường thẳng tới đó thôi. Don't worry about that. Don't worry about that. Còn nếu mà thế thì bây giờ em xin hỏi anh là đối với năm nay thì em hình như là cũng được biết là anh Sĩ Đan sẽ nằm trong ban giám khảo. Tất nhiên là phải có Sĩ Đan trong ban giám khảo rồi. Thì Anh cũng chưa biết, anh chưa nghe chưa nói gì. nghe nói. Em cũng chưa nghe nói gì, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình sẽ nằm trong cái chương trình này đi. Thì bây giờ em xin hỏi anh là đối với cái cuộc thi năm nay thì anh đã biết biết về những cái thí sinh đi thi, anh đã có dịp nghe những cái tiếng hát của vòng này chưa? Anh chưa nghe được những cái giọng hát vòng này, nhưng mà anh có biết là có một số phải nói là thí sinh rất là nặng ký đi thi Nặng vòng kỳ ký, này, tức là họ tin vào vấn đề trung tâm nghĩa là Asia hát hay chứ không phải là nặng hát ký hay, cũng thiệt. có thể nặng ký thật anh chưa biết được, nhưng mà Ok. cái chuyện này thì không tiết lộ được. Nhưng mà tôi đang nghĩ đây năm nay cũng có thể là cuộc thi rất là hào Ok, nếu mà thế thì bây giờ, nếu mà bây giờ em là một người thí sinh nè, muốn đi thi giọng ca vàng á, thì anh có những cái lời khuyên gì về những cái sự chuẩn bị của mình cho cái audio, cho cái audition tape, và hứng. cho để cho mình có thể chuẩn bị cho cái cuộc thi Đúng, một cách em thật là rất kỹ là càng, thì đúng, anh đúng, có đúng. những cái gì anh có thể. Đúng, có cái chuyện này mình nên nói là tại vì năm ngoái đã anh nhận được một số tape ấy, mà nó bị những cái vấn đề error, những cái vấn đề mà mistake như vậy là mình không nên. Thứ nhất là cái tape mình thu á, mình cứ nên thu bình thường. Nó có nhiều người người ta bỏ echo, bỏ reverb vô nhiều quá, nó nghe mình không, ban giám khảo nghe không có nhận ra được. Không có nhận ra được cái giọng hát phải không anh? Đúng, cho nên là mình hát như thế nào mình cứ hát như vậy thôi, bình thường thôi. Thì mình mix ở nhà, hoặc là các bạn có thể thuê cái phòng thu nào mà ở tiểu bang hoặc thành phố các bạn có. Không có bạn cứ thu thẳng vô cassette cũng được. Tại vì đối với Sĩ Đan, với Trúc Hồ, với Trúc Sinh thì chúng tôi có thể nghe các bạn, even các bạn hát không có nhạc cụ gì đệm, chúng tôi vẫn nghe được cái giọng của bạn là có khả năng đi thi được hay không. Ok then. Wow. Đừng overdo it, đừng bao Don't giờ làm cái overdo gì it. quá, đừng có làm cái gì mà quá đáng. Ok, good point, good point. Và còn ngoài ra thì có những cái sự chuẩn bị nào khác cho cái giọng hát mà chẳng hạn như là uống nước Oh. mía, I mean not uống nước mía, uống nước giá or Anh something. thấy tất cả những cái lời khuyên nó đều bằng thừa, chỉ có anh chỉ khuyên, nhưng mà anh chỉ khuyên cái điều này: nếu các bạn nào á mà sau cái vòng sơ kết mà được á, trúng tuyển vào vòng bán kết á, thì chỉ một lời khuyên duy nhất
mà cái lời khuyên này khó làm lắm. Đừng run. Gì không? Đừng run. Và nếu có run thì nhớ cái lời thì Dương dặn, lót hai cái khóa chân, cái lại, chân khóa lại, cái chân lại sẽ hết run. I think give me a five. We did it. Thưa quý vị, là một lần nữa thì Dương rất là hy vọng là đối với quý khán thính giả mà đang theo dõi chương trình Asia Channel, đang ấp ủ cái giấc mơ trở thành một ca sĩ của Trung tâm Asia, xin quý vị hãy ghi danh cuộc thi giọng ca vàng năm 2011. Và nếu mà quý vị mà may mắn mà được vào vòng bán kết, chung kết gì đó, thì mình cứ nghĩ là đây là một cái cơ hội để mình chia sẻ cái tiếng hát mình cho những người nghe khắp nơi trên thế giới. Và thì Dương rất là hy vọng là sẽ gặp được quý vị trong cuộc thi giọng ca vàng 2011. Trước khi ra từ cái ống kính đó, thì anh đang có một cái lời nào với quý khán giả và nhất là fans của anh và chắc là bà xã đang coi cái show. Sidan xin thứ nhất là xin cảm ơn thầy Dương đem Sidan lên đây và hỏi một số câu hỏi mà đáng lý ra là Sidan thì em chưa hề trả lời câu hỏi này cho bất cứ người nào. Thank you. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình Asia Channel, tại vì và nên theo dõi nhiều hơn nữa, tại vì mấy cô này là những người tìm tòi và gọi là khai thác những chuyện rất là mà lạ lùng đó quý vị chưa được nghe nữa. Thank you. Một lần nữa em cảm ơn anh rất là nhiều, rất là hạnh phúc là em được có duyên được làm việc với anh và hy vọng là sẽ được làm việc với anh còn dài hơn nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chị Dương. Vâng, và kính thưa quý vị, là một lần nữa đối với quý khán thính giả nào mà muốn ghi danh đi thi giọng ca vàng thì xin quý vị hãy vào với www.trungtamasia.com để quý vị biết thêm chi tiết. Thùy Dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và Sĩ Đàn và Thùy Dương xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you.